bột gạo trị mụn đầu đen, bột gạo trộn với sữa đông, mật ong hay gel lô hội, bột giỏ cam, đắp mặt sẽ loại bỏ mụn đầu đen. Cách làm mặt nạ dưỡng trắng da bằng bột gạo và sữa đông, 1 muỗng cà phê bột gạo, 1 muỗng canh sữa đông. Cách làm theo bowl style, trộn đều sữa đông và bột gạo, làm nhuyễn, để hỗn hợp trong 5-10 phút cho bột gạo hoàn toàn ngâm trong sữa đông. Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ 15-20 phút, sau đó lau và massage mặt nhẹ nhàng rồi rửa sạch bằng nước bình thường. Bột gạo và mật ong, 1 muỗng canh bột gạo, một vài giọt mật ong. Cách làm cho bột gạo vào bát sạch và trộn với mật ong. Thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 2-3 phút, sau đó rửa sạch với nước bình thường. Bạn có thể xoa bóp làn da bằng kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ. Bột gạo và gel lô hội, 1 muỗng canh bột gạo, 1 muỗng canh gel lô hội. Cách làm lấy một chiếc lá lô hội tươi và chiết xuất gel màu trắng khỏi vỏ, cho bột gạo vào và trộn đều, nhẹ nhàng thoa hỗn hợp bột gạo và lô hội lên mặt, để trong khoảng 5 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Bột gạo và bột giỏ cam, 2 muỗng cà phê bột gạo, 2 muỗng cà phê giỏ cam bột, một vài giọt nước hoa hồng. Cách làm trộn tất cả nguyên liệu vào tô, làm ướt mặt, cổ và bôi nhẹ hỗn hợp này trên mặt một cách nhẹ nhàng, để yên trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Hỗn hợp mặt nạ này giúp loại bỏ lượng dầu dư thừa trên da, đánh bay mụn đầu đen.